Bố xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì em lại tiếp tục về thêm một mẫu xe vài chục triệu đây. Cho các bác nào đang cần tìm xe tập lái tránh mưa nắng này. Một chiếc sedan hai đầu nhá. Đi rất là đầm sướng đấy ạ. Màu bạc. Đây. Na răng đúc này. Trợ lực kính điện. Một chiếc sedan 5 chỗ ngồi không biết hạn sử dụng. Đây, xe đây. Vài chục triệu đồng thôi, thay một chiếc xe máy thì quá là ok rồi. Và nội thất của em nó đây các bác nhé. Đấy, nội thất đây. Nội thất này. Kính điện này. Chân nỉ nguyên bản này. Đấy, tên tư nhân các bác nhé, tên tư nhân. Đấy. Máy số của xe thì bao chất cho các bác nhé. Máy số của em khẳng định là bao chất không đối thủ các bác. Đấy, keo chỉ thì hơi lung nhôm rồi. Đấy, keo chỉ hơi lung nhôm tí rồi. Mà xe này cột kéo zin hết các bác nhé, cột kéo zin hết. Đấy, kính điện, trợ lực, nội thất đây. Một chiếc xe Hàn. Với giá thành 65 triệu đồng thôi, là các bác đã sở hữu được một chiếc xe sedan. Đấy, bao chạy đường dài cho mọi người nhé. Đấy, dòng này thì rất là lành nên các bác hoàn toàn yên tâm. Đây, xe còn khá là cứng, tổng thành và sơn xi còn khá là cứng luôn nhé. Nội ngoại thất máy số. Máy số của em nó thì khẳng định chất không đối thủ nhá các bác nhá. Không đối thủ luôn đấy ạ. 65 triệu đồng thôi. Là mọi người đã sở hữu được một chiếc xe Luiza 2003. Máy chấm 6 mọi người nhá, máy chấm 6. Đây. Đây phần khoang máy đây. Máy số thì em bao cam kết cho các bác là đại chất luôn nhá. Xe không lỗi ạ. Cột kèo zin kính tất cả các kính vẫn còn theo xe. Máy thì nổ êm thì thầm. Máy rất êm luôn. Đời này mà kiếm được một chiếc xe mà máy còn êm, máy móc còn êm chất như này thì khá là hiếm đấy mọi người nhá. Cực kỳ là hiếm đấy ạ. Máy rất là êm luôn, không có gõ. Khỏe, số ngoan. 65 triệu đồng thôi. Mọi người quan tâm thì liên hệ cho em nhá. Số điện thoại 0354 152888. Địa chỉ để xem xe trực tiếp là thôn Đại Uyên, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương nhá. Bên em thì có bao ship toàn quốc nên mọi người ở xa xe thì cứ alo cho em. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều nhé.